Thưa quý vị, là một xã miền núi ở Hòa Vang, thời gian qua nhờ chủ động các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nên đến thời điểm này, xã Hòa Bắc là địa phương duy nhất của thành phố Đà Nẵng, không có ca F0 trong cộng đồng. Để có được kết quả này, ngoài việc phát huy những thuận lợi cơ bản của một xã miền núi, Đảng ủy xã còn chú trọng ban hành nghị quyết về việc lãnh đạo và điều hành công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai rộng khắp đến cấp ủy, ban nhân dân, ban công tác mặt trận và quân dân chính 7 thôn để tạo sự thống nhất trong hành động, đồng thời thiết lập và nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các thành viên tổ COVID cộng đồng trong việc quản lý chặt địa bàn, thường xuyên tuyên truyền nhằm giúp người dân ý thức tốt và đồng thuận với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch từ xa. Nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm tra giấy đi đường. Các trường hợp mà không có giấy đi đường hoặc giấy đi đường không hợp lệ là chúng tôi không cho vào địa phận của xã. Mục đích cuối cùng là để giữ vùng xanh cho Hòa Bắc. Về phía chính quyền rất tích cực trong công tác tổ chức một cách nghiêm khắc. Và ý thức của người dân thì rất là cao, là chấp hành một cách nghiêm túc. Nhờ vậy mà đến nay Hòa Bắc vẫn giữ được một cái môi trường trong lành, một cái vùng xanh trong dịch bệnh. Nét mới của Hòa Bắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 là phòng ngừa từ xa trên cơ sở, lấy gia đình làm pháo đài, người dân làm chiến sĩ. Đi liền theo đó là chủ động cân đối nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ, nên đảm bảo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đấy, góp phần giúp địa phương giữ vững được vùng xanh. Xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để mà xây dựng mô hình tự quản vùng xanh trên địa bàn. Chúng tôi xây dựng 7 cái tiêu chí của vùng xanh, và trong đó thì có những cái tiêu chí hết sức đặc biệt, ví dụ như là xây dựng xã là hậu tứ xanh, là một pháo đài trong phòng chống dịch, xây dựng mỗi gia đình là một lá chắn xanh và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Với phương châm nội bất xuất, ngoại bất nhập, xã Hòa Bắc tiếp tục tăng cường công tác chốt chặn ở 3 cửa ngõ ra vào địa bàn là DT601, cao tốc La Sơn - Túy Loan, đường công vụ ADB5. Xem đây là tấm lá chắn để bảo vệ Hòa Bắc mãi xanh và an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.